Tôi có văn hóa là trễ giờ đó nha. Tôi là làm sao đúng giờ mà phải sớm hơn chút. Chứ sao trễ dữ vậy? Rồi. Vậy thôi. Hãy nói chứ chúng ta đang có một cái sự mâu thuẫn. Một cái sự mâu thuẫn giữa một cái lầm khác nhau liên quan muốn học phải biết gì nhiều. Điều đó là điều mà tôi ăn lớp trẻ ra mà thấy cái năm ngày trước thì tôi cũng vậy. Nha. Năm 96 là mình đi ngang hiện nay cái gì được. 23 năm ngày trước cũng khoảng thời gian này. Nha. Nhưng mà lúc đó tôi có lên cái đường luôn. Rồi. Cái đó ta khác nhau nào ta biết nhiều. Chúng ta lại nói lại với một cái câu chuyện, một cái mâu thuẫn. Thì mâu thuẫn đó là chúng ta phải làm sao học đúng mục tiêu và đúng với cái vấn đề thi cử để cho cái điểm chúng ta cao nhất trong quá trình chúng ta phấn đấu, đúng không? Nói chung thì sự cân bằng giữa những cái vấn đề đó và sự quyết tâm của em sẽ đạt được cái kết quả của em mong đợi, và cuối cùng bao giờ cái kết quả nó sẽ phản ánh tương đối tốt nhất, không bao giờ có chuyện bị đói. Bạn ăn tương đối nhất nha, có những bạn lý luận rất là giỏi nhưng chưa chắc đến cuối cùng thi đã làm việc tốt, có thể bị rối loạn tâm lý, có thể là đọc hơi tính hơi nhanh, đọc bị sơ sốt, bị mắc bẫy không biết nha. Chứ hàng cô có nhiều bạn đọc một đồng lòng như quách như cháo nhưng mà vô thi là điểm thấp của các bạn khác, tuy nhiên cũng không bao giờ rớt vì những cái bạn đó là đã quá đẳng cấp rồi. Nhưng mà điểm thấp hơn cho nên là điểm số nó phản ánh một cái sự tương đối chính xác, đặc biệt với thí sinh thì tương đối chính xác nha. Tôi không dám nói gì khác, tại vì sao thì với cái mức độ áp lực học đó, rất hiếm khi nào có em nào mà điểm nó thẳng luôn đó nha, nó thẳng luôn như vậy rồi. Chúng ta đừng có đích đạo hỏi tại sao dạy không cho 10 điểm. Quan điểm của chúng tôi sẽ cho các em 10 điểm, các em có thể làm cho tới tầm mở khoảng chỉ còn sai có 2 câu thôi, 80 câu sai 2 câu thôi thì mức điểm đó là ơi sai 3 câu thì như vậy mức điểm đó có mấy điểm rưỡi à. Nếu mà được 10 điểm là chúng ta chỉ được phép sai có 1 câu và nhất định như dài 80 thì sai 2 câu. Mà nghĩ đi, một cái những cái câu mà để một cái chúng ta có thể sai á, nhiều khi những trường hợp các em học rất giỏi các em lại sai những cái câu cực kỳ bất thường. Nhiều khi sai mà những cái chuyện mà không hiểu được. Vậy bữa đến dụ như bữa nào học qua bài sáng đó ra kia tôi để con bò chiếu mình, tôi hỏi con gì sáng đó con cháu nó học chỗ nó với con cháu đó tè có tỉnh nè, đúng không? Hồi trước phải tôi dạy tới lúc vô học thực hành chiếu cái hình con bò lên nó chiếu con cháu cả lớp, tại vì thằng bố không có cái điểm đó, một cái điểm trải nghiệm nữa, cái điểm thực tế nữa, đúng không? Ủa thầy đang dạy thí sinh dạy gì học thì em hỏi câu họ đi. Ừ, nó có liên quan nha. Ví dụ thầy có hai con này phải không? Anh chị thì có nói. Tôi có. Tại con này có gì? Ngày đi quốc phòng. Chưa ai chịu học hết vậy. Xong về chưa ai chịu. Ngay đi. Ồ, cũng ăn không? Dạy gì? Dạy nhiều lắm, nhiều lắm đấy. Học cho bài này thì nói tiếp là tôi phải nhớ này, cái môn này sau khi thi, sau khi thi xong sinh lý 2 là tới môn này. Rồi, hôm nay bài nhé. Hôm nay chúng ta học qua hai cái đội quân. Ngày xưa rất hiếm, dạo gần đây là cái quân cực kỳ nổi trội, cực kỳ nổi cộm, nha, rất nổi cộm. Và đầu tiên chúng ta học về đội quân là giai cấp công an. Rồi các em ở trong thực tế ở trên thành phố Hồ Chí Minh người ta hay gọi cái con này là cái con vuông đầu gai, nhưng xin trả lời cái danh từ vuông đầu gai là không đúng. Vậy chúng ta gọi là vuông gì thì xin trả lời chúng ta chỉ gọi một câu duy nhất là vuông nhà tóc công an chắc hết. Nếu anh nào mà dùng vuông đầu gai, người dân không sai, bệnh nhân không sai, họ nói chưa đúng. Khi họ có sai, mình nói họ sai là mình vi phạm, mình thích chỉnh họ. Nhưng y qua, tôi sẽ trả lời các em sai, tôi đặt cái thẹt, không có điểm.
thuật, mình là chuyên môn, mình khác, mình không phải là cái người thưởng thức người dân. Trên mạng giờ đang rất là nhiều du trồng gai, tôi đồng ý câu chuyện này đâu có gai. Bây giờ mình nói sơ về cái phần hình của nó trước, chúng ta có hiện giờ đó đó khoảng 23 loại gia súc mang gây bệnh, và chúng ta đã phát hiện Việt Nam từ một năm rất là lâu rồi, là tác giả Đỗ Dương Thái, ông này là thời bạn, chính xác là đàn em của thầy giáo sư Đặng Văn Cường, đã tìm thấy cái con này ở Việt Nam rồi, rồi sau đó lãng quên đi, và đến độ sau này chúng ta phát hiện rất là nhiều bệnh từ vùng này. Khi mà những đối tác bên Mỹ qua chúng tôi giới thiệu bệnh gì này, họ sẽ nói ha, chính của Đông Nam Á mà tôi không qua Việt Nam lâu lắm rồi, khi dọn qua với cả ông Trung với ông gì vô đây, ông Kim Jong gì đây, người ta nhớ Việt Nam nhiều hơn. Tại vì đi qua Việt Nam đã chúng ta thua Thái Lan rất nhiều về những cái mạng cơ sở, về lâm sàng tôi không can thiệp, tôi không bàn. Về mạng cơ sở thiết bị này nọ nghiên cứu của họ cực kỳ kinh khủng, mình cũng hơi bị trầm trọng. Cái chúng ta tự ra của mình thật là chắc. Rồi, cái này là đúng theo bài bản. Bữa cái bài mà tôi nói thì trong 23 loài này nó có phải 4 loài, có 4 loài là thường gặp nhất, và chúng ta cái nào to nhất từ đây mà nó đúng không? Spinosaurus đọc hơi bị khó nha. Spinosaurus. Hồi đó tôi có nghe đọc là Spinosaurus được đọc chậm tới được lui nha, mình nhớ là Spinosaurus nha, đọc hơi khó. Và chúng ta cũng có phát hiện là cái loài chim đông ở Việt Nam. Cái anh chàng này thì rất gần Việt Nam, đó là Nibonicum ở đâu? Đó rồi. Phải. Không minh lắm. Chắc là mày. Nibon ở đâu? Nhờ. Nhưng mà không có đâu, nó ở Việt Nam, nó có luôn. Và một cái loài là Dolorese. Thì cái đề tài, cái phòng bệnh này phát hiện hiện giờ cái chị mà đang quản cái giảng viên á, chị giảng viên đang quản cái bộ môn chiến sinh của trường đại học ví dụ thành phố Hồ Chí Minh á, mà chị đang làm nghiên cứu sinh cuối năm, làm cái đang làm cái đề tài của thầy nha. Tôi với chị rất là thân đó, và tôi có học với chị làm số về cái sinh học phân tử của cái con Neoplasma này, nói chung là hai anh em rất là thân, dữ liệu chia sẻ cho nhau. Mà mình nói luôn, chị đó tên là Trần Thị Huệ Vân, đang là quản nghiên cứu sinh của trường đại học y khoa ví dụ Hồ Chí Minh, nghe bệnh đã xác nhận rồi, đi xin biết xác nhận rồi. Rồi, cái tổng quan vô ví dụ, tôi nói ngắn gọn thôi, tôi không thể nào nói cái cuốn trăm trăm mấy chục trang cũng chỉ được, chỉ tôi có trình tới hội đồng cấp viện sắp rồi, nha. Ví dụ bệnh viện là con này á, con trưởng thành nó sống trong ruộng con chó, và những chó, ha, con thú hoàng mèo và động vật thú khác nhiều lắm, nhiều ví dụ lắm. Và ở trường đại học trường thú y là tác giả bây giờ thầy đi hôm rồi, thầy Lê Hữu Cương mà đó quản lý cái bộ môn thú y trường Ngọc Trong Lâm, ông làm cái đề tài tiến sĩ về những cái vun mà bệnh ở thú nuôi, và trong chó đó mổ ra thì có con Neoplasma này, rồi từ cái đó mà nó gây bệnh cho người, những cái bệnh chết người nha, cho nên là cái chuyện phát hiện đó để nha sống trong đường tiêu hóa cái vụ bệnh viện và xâm nhập người, khi nó xâm nhập vào người nó gây bệnh, phải chú ý là không phải gây bệnh ở con vuông trưởng thành, nó là nhỏ dạng là con ấu trùng và con vuông non. Xíu được xem, tôi đang nghiên cứu rất nhiều và tầm 7-8 năm nay và tôi cứ nuôi và thậm chí hiện giờ trước khi tôi không kịp hãy đứng ra trong cái quá trình 1 giờ đến 3 giờ là tôi làm việc, là tôi sẽ đi thăm luôn mấy con này, chúng ta cần thông khổ của tôi đó, đáng hỏi mọi người nuôi nó. Dạ thôi, nhả xong mấy em quay cái về làm tiếp. Gây bệnh chị nghĩ ATVC là gì? Ấu trùng. Hình như mới học bữa hôm mới học bài hôm qua giờ cũng vui gì? Ấu trùng di chuyển. Qua vui gì? Di chuyển. Chị tóc sơ cana phải không? Tóc sơ cana mà không biết cái chữ này cũng vui luôn á. ATVC. Ấu trùng di chuyển dưới da. Ấu trùng di chuyển nội tạng. Ha. Em nào mà đọc sách nhiều quá lên trên mạng đánh cho cái chữ này ấu trùng diệt cái da nó thành quạng ra chụp lùm lùm đó, như các em đánh là chữ bằng tiếng Anh á, CLM Butane là gramigram ấu trùng diệt cái da, còn VLM Visceral là gramigram, cái gì chỉ nó còn lại nghe chết người ha. Rồi
do những cái tình hình này nó nằm những cái mặt lúc này nó nằm ở trong con động vật cho nên tôi không có trình bày nhiều về nó. Giới thiệu con dung dưỡng thành đây nha, nó màu nâu đỏ đó, và đặc biệt cái đầu có gai, cái thân có gai, và nó ký sinh trong cái đường dạ dày của này là dạ dày con chó, tại vì mình là có giả liệu khương bổ cái dạ dày con chó ra. Và cái con dung nó tầm khoảng 2 cm bự mập, nó cắm vô trong cái dạ dày, nó tạo thành cái lỗ hổng xuống cái dạ dày viên phản ứng lên nhìn trong cái miệng núi lửa, đúng không? Cái hình dung là cái con dung nó nằm cắm cái đầu đây, như cái đuôi cái bụng ra, cái phần đuôi ra như thế này cắm rồi đó nha. Rồi và đây là cái giống này là đây, đây là người Nam Mô nha. Rồi anh Thải từ từ đọc nha, chị nhà tôi đưa cho cái file từ đọc. Chả bao giờ ai hỏi gì nhìn con anh Thải cũng sao đâu. Thì như có 2 môi đó chứ. Cái điểm quan trọng là cái phần đầu của nó, con dung dưỡng thành đầu nó có 8 hàng gai. Cái điểm phân biệt cái con trùng. Cái này nó mỏi rồi. Hình thể. Và đây cái con dung non. Cái con dung non này nó bắt ra được từ cái hình này là hình của bộ môn ký sinh mà ngày xưa lúc đó là ký sinh viên nam ở cái trường trung tâm đào tạo. Là cái cô làm đề tài của bộ môn á, mà cô đó giờ là bác sĩ cho 15 á, khoa tim mạch. Đưa mẹ em vô, đưa cái bàn tay ra, có một con dạng quá, nhà em gái, đưa ra ngoài. Tôi lấy cái ống, tôi chích cái bực, hồi ra con vuông, nó tầm khoảng gần 1.2 cm. Ăn vô được mẹ, bò ra đường tay, hiểu không? Đục đi vòng vòng với người. Đấy, đó đó, hình ảnh kinh điển. 8 bàn gai, và lúc này là con vuông non. Khi mình ăn thì chút xíu ra đưa chuyện, nên ăn là con ống trùng. Mà vô người vừa lớn vừa lột xác, thì ta tính tiếp. Rồi, và khi mà mình sẽ nhìn quan sát trên cái thân của cái loài vuông này thì toàn bộ trên thân của nó cũng dài những lớp gai, những cái đoạn đầu gai nó bọc sát, những cái đoạn sau gai nó giãn ra. Vậy câu này đâu phải chỉ cái đầu có gai mà gọi là vuông đầu gai, con này toàn bộ từ đầu chí cuối đều có gai, nếu gọi đúng loài vuông không gai. Tại vì sao tôi nhấn mạnh là không gọi dung đầu gai, các em mà gọi là sai, là bởi vì trong y học có một giống dung đầu gai tên của nó là Acanthocephala, cho nên là mình gọi vậy là mình phải nhầm liền, mình mà theo người dân là mình sẽ được miễn tỷ qua được không ạ? Nhớ nghe rồi à, tùy cái đoạn đầu nhập chụp từ cái đoạn thân, đoạn thân và con đó thu thập từ người con lấy ra đó, nó vậy đó, dài vậy. Và cái đầu nó đặc biệt đối với dung nhân tóc tô ma, cái đầu của nó thụt ra thụt vô được cái thân, không phải là cái đầu cố định mà cái đầu thụt vô trong được, nó có những cái trục cơ để nó kéo cái đầu vô trong để sắp đầu vươn ra. Còn nếu có thời gian tôi chiếu với những cái đoạn phim cái con này sống thì bao ta mỗi ngày quay khúc rồi thành nát lá. Cái lúc chọn ngày xưa lúc chọn phải để xuống cái lan lúc kinh nghiệm chưa tốt, còn kiểu chúng ta đào tạo nè có ấu trùng nha, con này cũng luôn là từng người, nhưng mà cái trường hợp này là có ấu trùng thì lúc mà quay cái đầu nó xuống chụp ngày xưa cái kính nó cổ lắm, còn phải chúng ta đào tạo mà bữa nay là kỷ niệm mấy năm rồi, 10 năm là đại học rồi nha. Còn chuẩn bị cách nào chuẩn bị là kỷ niệm 30 năm nè, 30 năm là làm chúng ta đào tạo nè, tân này kỷ niệm này. Thì đó, trật vật nó xấu quá, lúc đó đặt cái chữ vô. Và trong ngành y học chúng tôi không hề sửa bất cứ một cái gì, chúng tôi chỉ để cái tên thôi. Nếu có thì đặt cái logo, lúc này trường chưa có cái logo. Lúc này khi ông diễn lên tại thời điểm đó trình độ và tinh học của tôi có giới hạn, đặc biệt về Photoshop. Tôi chưa đặt cái logo là tốt được nha. Rất giới hạn cái này mới hiện. Ngày hôm nay công việc nó khác rồi ha. Đây, ấu trùng dài khoảng 3-4 mm, nhưng chúng tôi mà nuôi á, hiện giờ thì có ấu trùng trong chỗ tôi nuôi thì tôi nuôi thật nó sống được tầm 5 tháng rồi, 4-5 tháng sống cũng được nha. Và nó dài được khoảng 7 mm, nó mặc lên nó lột xác lớn nữa. Còn anh chàng này lúc mà ấu trùng thì nó chỉ có 3-4 mm thôi, và đặc biệt khi còn ấu trùng đầu có 4 hàng gai nha. Đây là một cái quả giờ là bán không được bán, người ta mua không bán cho thì có ấu trùng này kiểu như nó thích gì nên nó đầu tiên sinh ra nhiều, còn nó làm gì cả ấu trùng.
được làm ra dụng ra và gặp ngay thôi. Những cái tiêu ăn dụng này là ở mỗi năm bắt người chúng ta tiếp thu, người ta mua bán cho họ. Thì 100% đi ra các trường đại học đi đó xuống dưới cho bán lấy cầm dữ sao cảnh là bán lấy nhiều triệu à, 2 triệu làm gì phải không? Đèn xe thì máy bay bay ra bay vô nó hết nhiêu rồi không đáng cho đi vài bữa tao trông cái khác. Không phải cái lam nào nhuộm cũng đạt chuẩn đâu, tại vì sao thì để cái lam đạt được chuẩn nhìn thấy cái gì, nhìn thấy cái phần thân nó bị méo nè, có phải là cái kỹ thuật đó nó đòi hỏi người ta phải gắn bó và điều chỉnh. Đừng thầm nghĩ học kỹ thuật ra thì thầy cô dạy cho lần câu điên vừa trên mạng nó được bán vô quá lát, nó bán cho mình quá lát, nó giết cho mình cái quy trình đố mà làm được cho nó ngồi mày mò mày mò mình bước sai chỗ nào thành ra cái quy trình riêng của mình trên mạng. Các kiến thức người ta giấu được nhiều hay, tôi nói thẳng câu vậy nè, ai nói họ biết công khai quy trình đó đố mình làm cho được, hiểu không? Hiểu không? Đồng ý tôi chuyện này không? Tôi lấy gì vậy chơi đơn giản đâu, gắn bó trả giá bùi đọc chất rất nhiều như là biết có khả năng sẽ có việc điện thoại như vậy rồi đây cái đầu không lớn lên cái hình này khác hơn hình thực tế. Tôi chỉ cần chiếu một cái hình lên cho cái này là người ta biết là tôi làm thiệt ha. Đây là cái bệnh phẩm tôi lấy từ ở ngoài về ngoài chợ về và đây có ống chuột nó đang nằm ngay đầu chúng tôi bị mắc vô và đang nằm buồn nang. Thì khi mà nó xâm nhập thì ví dụ nhân hai nó sẽ buồn mình thành một cái nang, trong đó phát triển trong nang ở trong nội tạng trong bóng cơ nha. Để chiếu cái hình cho tôi cho biết rồi hình này có logo chưa? Chưa, cho nên là hình này sẽ không có trong cái file vì các em vi chích nó ra được, vi chích nó ra bằng nhiều kỹ thuật khác nhau, có thể là bằng vi chích tay làm phân tích từ phần tiêm cái vi sôi nổi S51 hoặc là sử dụng kỹ thuật tiêm cơ. Gặp cái kỹ thuật không thì cũng không có kỹ thuật tiêm cơ cho cái con này, nó sẽ có kỹ thuật tiêm cơ cho dung xoá ở trong quy trình của cái của bên trên thế giới, nhưng mà kiểu đó này thì học được về cải tiến trở lại sau và nói cho các chuyện mà quy trình là chỉ là cái kỹ thuật tiêm cơ và sử dụng của mình sử dụng cái máy quay sinh tố viên để trong cái cũ không có máy móc để thiết xây nhà đầu cũng của cái cũ giả chiến như thế nào cũng làm thành một bài toán khoa học nghiên cứu không phải đơn giản đâu, không phải có pha năng nha, mình rất đơn giản cái gì cái thước học trò để xuống đo chụp trên cái kính xuống được mấy cái máy hết anh trà mình chắc được 4 hay 5 gì đúng không? 1, 2, 3 được 3 nè, con này nó tới 3 nè, con nhỏ hơn nha. Rồi chu trình phát triển ngày rất là dễ, thấy cái nào chu trình là đẹp tại chu trình này đẹp đi. Rồi trong những cái đối tượng ta nói lên cái này là ký chủ bệnh viện được chưa? Trong cái ký chủ bệnh viện thì những cái con này nó sống được tiêu hóa ăn môi trong dạ dày bắt đầu nó đẹp trứng, được cái giá khỏi đẹp trứng, đẹp trứng xong trứng thải ra môi trường, ra môi trường nước cái trứng bắt đầu phát triển ha. Và như vậy nó sẽ xâm nhập vô một cái con, một cái con đây nè, người ta gọi là một cái con cô bé thỏ cờ o bờ e bờ phở bờ e bờ phở o d cô bé thỏ đâu biết cô bé thỏ là con gì đâu đúng không? Rồi từ từ bắt đầu một tí chắc chú mình đến là chó từ 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 bây giờ nhìn thấy con này kế bên có cái con trên cái hình nào có vẻ con đường giống con này nó là cái họ gọi là họ bọ chép nước hoặc là nhện nước, nó là môi nha. Thì cả cái cô bé bọt và môi nha thì nó nằm ở trong cái nhóm gọi là nhóm cyclop. Nó còn cyclop biết không? Nào coi trò cho anh em biết thằng cyclop không? Cyclop bao giờ cũng có cái đầu bự đúng không? Hỏi cho anh em nhìn cái thằng này cái đầu nó bự không? Đó, chạy ra đi. Bây giờ mình mới nói vậy. Ở quê là tỉnh chiều nè, có ra bờ sông không? Đó, có ra bờ sông nhanh hơn đó, chị khác đi không cần biết. Nhìn trên mặt nước một cách kỹ lưỡng, trên mặt nước có những sinh vật bò di chuyển trên mặt nước không chìm. Nhìn nước đó. Đó, có những cái
con là bò như con nhện, nó gọi là nhện nước. Còn có những cái con cuốn cuốn cuốn, cái kiểu di chuyển cuốn là di chuyển của bò chép, là con bò chép nước. Chưa? Hiểu không? Rồi. Thì cái con này nó xâm nhập vô trong, nó tạo ra con ấu trùng chui vô mấy anh chàng này, đó là ấu trùng một. Được không? Mà cái mấy cái anh chàng mà nhện nước bò chép nước này, nó là thực phẩm của gì? Mấy con cá, đúng không? Con cá ăn đó, con ếch ăn đó, con rắn, con lươn ăn đó. Những cái con mà sống dưới nước sẽ ăn cái con đầu này. Được chưa? Thì khi mà ăn đấy, những cái con lót hay là ăn cái con mà có cái bọt này, này hoặc đúng nước thì nó lại bị nhiễm luôn, ấu trùng chui vô người đó. Thì vô trong cơ thể cái con giai đoạn thứ hai này cũng gọi là cái đường tiêu nhân hai. Cái con này còn nó lọt ra, nó bắt đầu di chuyển, nó di chuyển vào trong các cơ, có thịt hoặc là di chuyển trong nội tạng và phần lớn cái gan của mấy cái con cái dịch nhân hai này, tới đó nó đóng cái kén lại, đóng cái kén tròn, bắt đầu nó lớn dần lên, được không? Sau đó nó có thể lột xác thì ấu trùng ba cũng đóng kén nằm ở trong nội tạng đó và nằm chờ đó, xong chưa? Rồi bây giờ mấy anh chàng này sau này bị những cái vụ bệnh viện thịt đấy đen, bị cái vụ bệnh viện thịt đấy, thì khi xâm nhập một cái vụ bệnh viện nó sẽ bắt đầu lột xác thành con giun non và nó trưởng thành. Thế là chu kỳ nó đóng kín. Vì con người ở đây bị nhiễm như thế nào? Con người ở đây bị nhiễm bởi những câu chuyện đầu tiên thường gặp nhất, đó là người bị nhiễm là do người ta ăn những cái thực vật của sơn những cái thủy gọi là ví dụ nhân hai. Nếu kỹ nha, ví dụ như nhân hai mà bản chất là những cái loài sinh vật sống dưới nước, chúng ta gọi nôm na là thủy sản hoặc là lưỡng cư, chứ tôi nói cái nào lưỡng cư cái nào thủy sản, nói ngay thủy sản chứ không phải hải sản nha. Thủy sản hay hải sản là sao? Thủy thì nó nôm, còn hải là nước mặn. Tức là gì? Tức là trong chương trình phát triển này, đây là cái giống bệnh vô cùng nước ngọt, được không? Rồi bây giờ người bị nhiễm mà cái mũi tên đậm nhất này là phần lớn là do ăn cái ví dụ trung gian hai mà tái chín sao sống nha. Đó chút xíu mình sẽ coi cái món nào là nhiều nhất mà mình ăn sống. Rồi cái sống bao giờ mình sushi ăn một cách nhiễm khác, cái sống bao giờ mình sushi ăn là chỗ này nghe nè. Một cách dịch khác là chỗ này, đó là người uống nước hoặc là ở dưới vùng sông nước họ làm vô tình họ ngớp lấy cái nước mà có cái con của bé bò hoặc là cái con giặt nước nó nhỏ nó không thấy lỡ bị nuốt nó, hoặc là chui với cái con này nó vừa phải rời khỏi cái con của bé bò còn nằm trong nước, người ta uống nước bẩn, nước bị ô nhiễm á, người ta bị ô nhiễm, được không? Câu chuyện này là cái câu chuyện cái chủ trung gian à, có một cái mà mình phải suy nghĩ. Có một ông thầy chùa, ông bị bệnh, ông thầy chùa vô kỹ với viên của chúng tôi bữa nay ông thử con nhà tết tôi à, thầy có ăn hải sản của thầy, có ăn có lóc sắp trên nước đó không thì không thể cầm con mắt như thế này, ông chẳng cầm con mắt cái hỏi câu vậy ăn hay không giấu được chết chị nó không bế. Nhưng mà có những người bị nhiễm ăn không ăn những cái vấn đề về thủy sản nhưng họ sẽ bị nhiễm, có nghĩa là họ bị nhiễm từ cái hốc cầu trùng như là cách này ít hơn, nhưng trong y khoa ít hơn không có nghĩa là không có, đúng không ạ? Rồi anh chàng này là con gì hả? À, nhảy đúng không? Con này là con thủy sản hay con gì? Rồi con này nó là thằng cái họ khác nha. Rồi mà nó có sơ cái con dưới nước không? Không, không được. Anh chàng này tên khoa học cái gì vậy? Cái lóc cái lóc đầu. À, mấy cái con này không phải đi qua đề thi cho giết tiếng Việt, không phải đi học, không có mắt cái gì cả. Ví dụ giả sử tôi con cái lóc, ví dụ một cái lóc Không, cái lớp này giỏi hơn cái lớp kỳ trước. Cái lớp kỳ trước con cái lớp con bánh lê nhìn không ra. Nó đi chạy bàn để
không biết nữa, chắc vậy. Còn gì? Anh Lương. Con gì á? Lương, Lương. Ổn ráng không? Con gì á? Dầm con gì? Bà con Lương con sắc mày nghe gì cho con gì? Đó, nó đòi anh tỉnh táo vậy vậy? Điểm. Con ốc này ăn được. Con này ổng nhảy. Nhanh nha. Buồn. 3 năm nay. Buồn. Mấy 3 năm. Bực thầy đến trong y khoa nó thay đổi. Hồi xưa hôm nay nó con này bị nghe nhiễm á. Nhiễm cái con nhà đó thương mại hả? 3 năm nay. Thế là mình kêu tất cả là Bissana. Cái ông là Bissana. Chỉ là một người là Loan Tâm Ông. Cái tên nó thật đó. Mấy ông đi bắt con ốc thì vậy. Đặt ra thấy một nhà đó không ai được không, chứng minh gì rõ ràng không, rất rõ ràng. Ivan sách từ 2007 mới biết về câu chuyện này, còn sách trước các em đọc trong bài nhà đó không ai không đề cập đến con ốc và cái chuyện nhà này. Sách 2007 có biết được chưa? Thậm chí những thầy cô cũ khi mà biết vậy, thầy cô lúc mà thầy cô Hồng á phản biện hỏi chiếc sách em viết bài như vậy, cái này có tài liệu văn không? Lấy nghiên cứu ra đi cho cô xem. Đúng, hết người ta biết cô mới đồng ý cho mình biết, tại cô chủ biên mà. Chứ không có đưa kiến thức, không kiểm soát được, hiểu không? Rồi. Cha, Lương nữa. Đó, Lương thì nãy tôi có chứng hành hả? Mất tiêu của hình Lương rồi. Thật ra là Lương là tư hình trong máy tính của tôi là bao la luôn, nha. Trước ngoài năm 2013 là tôi làm đâu khoảng 16.000 con rồi. Có nghĩa là tôi đi mổ và nhiều khi tôi đây. Tôi ra sát là bệnh viện, chạy thẳng cái xứ gì. Với chú tiền gia, chắc tôi đi mua đóng đường, cái tên, gì thử. Mổ là xong rồi. Đó là đúng. Cho nên nhiều khi nhận bây giờ này mua lương ngay là không nghe. Con phải lắm. Nghe. Trong các món ăn mà người ta nghiên cứu, người ta thấy là cái con cá lóc đó, nó là nguy cơ. Con cá lóc hiện nay đỡ hơn vì bây giờ người ta không có nuôi thả, và các bạn không phải là cá lóc qua giả mà người ta thường ta nuôi, nuôi trong thực phẩm luôn mà. Trong cái môi trường của nó thì đồng ý là thực phẩm nhưng mà môi trường nó vẫn dơ và con cá lóc nuôi vẫn bị nhiễm chứ không phải không nhiễm, tại vì cá lóc nó tạp lắm nha. Thì người ta thấy cái món đó mà làm từ cá lóc mà nó sống á, là thịt cá lóc mà làm thịt còn sống không gì. Cái anh ta nay nói là như nước chui, đúng. Nước chui thì không thể nào chín nó mát giữa được, cái nhiệt độ là không đủ ổn định gì hết. Cứ bỏ trong tủ lạnh cho con trùng sống từng lại thì rụi mà. Không có gì hết á. Nhưng mà cái món á, là nó xé thịt ra làm móng thái á. Móng thái là cá lóc á. Đó. Nhưng mà từ đây mình di chuyển với cái đầu nguồn móng thái á, là tầm được 300 km, 270 máy bay trong đó An Giang. Tôi đi nhiều em cũng nổi, nên là cái thằng này tôi chưa nghiên cứu, tôi chưa thấy tôi máu lắm đó. Lấy con nó về, làm nó ra coi con sao, đi khoảng 3, 21 là dẹp hết, không có thái chứ là chết nữa. Rồi, người bị nhiễm chủ yếu là từ cái đường trang 2 nha. Rồi, thịt thủy sản, thấp kê nè, giấm, giấm đặc, ngâm 5 giờ mới chết, bảo quản ở âm 20 độ C, âm 20 độ C là tủ lạnh của mình á, mà ngăn cho ngăn đá. Thực ra cái ngăn đá của chúng ta không có tính âm 20 độ C, nếu các em mà mở hết tốt luôn, độ mạnh nhất của tủ lạnh gia dụng lên là khoảng tới âm 16 đến 18 độ thôi. Còn cái âm 20 độ là cái tủ kem á, cái công suất nó lớn hơn, chứ có tủ kem không? Nằm nghe á, thì cái tủ nó mới tới âm 20 độ đến âm 23, 4 độ. Tùy ra hạn, giao động. Trong cái tủ lạnh của gia dụng của chúng ta phải cẩn thận. Cái đoạn ở giữa, từ 2 đến 4 độ á, nha. Từ 2 đến 6 độ chứ quên, từ 2 đến 6 độ á. Cái đoạn mà rau cải mình để tôi á, là đoạn nó vi trùng không luôn á. Vi trùng mấy năm là đầy nhập luôn. Còn cái ngang đá ở trên á, là cái ngang mà nó đông luôn. Nó còn cái ngang áp sát, ngang thức thật là áp sát, nó lạnh lên, nó cả tầm cỡ khoảng 0 đến 2 độ. Là cái áp sát cái trần phía trên là ngang để thịt trong cái tủ mát phía dưới. Một cái ngang đá đông đứng tới trên thì nó không thể nào tới 20 mà cái con 20 luôn. Thì như vậy là nó sống được 5 ngày. Còn cái ngang mát mà để mà âm tầm 2 độ 4 độ mà lạnh thì lạnh á, mình để nước lạnh lạnh lũ bình thường trong tủ chai á,
cứ để con này trọng á, một tháng tự nguội với trọng luôn, nằm trong cái phòng bệnh để làm cái thiện, lấy về có cái mùa nó bệnh nhiễm nhiều quá, một tích thuốc tiện. Chứ vậy đó, sống khỏe về thầy, đem ra một chiều ba mươi mấy độ, nó thích người nó chết, cái mấy. Nó sống mấy tháng trời đỉnh rồi, mà nó chết thì bị xui, thì nhiều cái môi trường nó bị nhiễm. Đấy chứ các tác động nó bị nhiễm, nó bị thay đổi cái nắng chết. Nè, rồi. Nè, bố cậu nè. Một tháng. Cái bệnh tật. Rồi, những cái nghiên cứu cho thấy về phòng bệnh như nó tôi ra. Đó, phòng bệnh là phòng 4-12%. Đương nhiên cũng thay đổi thôi. Chứ bây giờ không phải vùng nào mà chó cũng bị. Đặc biệt có những vùng các em sẽ không bao giờ thấy chó ba phòng bệnh. Tại vì không có con chó. Đặc biệt các khu vực miền Bắc mà sáng tạo là con gì mà khu đó không có thấy chó nữa. Đúng không? Sắp đẹp. Mỗi tỉnh có một vùng, mỗi tỉnh có một vùng sắp đạo riêng, ví dụ vậy nha. À, là điểm chỉ mình một số điểm quốc tế. Nè, đó. Này, lứa mang mầm bệnh. Trong quy một năm, tỷ lệ chung trong một năm, con lứa mang mầm bệnh bán tại các chợ gần ngay chỗ quận 10 chúng ta là khoảng 3%, 3.5%. Như là trăm con thì bị 2-3 con thì đó. Rồi. Và cái nghiên cứu cho thấy là tỷ lệ tăng cao giữa mùa mưa và đầu mùa khô. Cái điều này nó khác với là những nghiên cứu ở miền Bắc có 4 mùa, hoặc ở quốc tế có 4 mùa xuân hạ thu đông. Thì chúng ta là có mùa để thay mùa mưa vào mùa khô. Nha. Thì nếu mà có một câu dân gian hỏi bây giờ ở chúng ta ở đây là mùa khô bắt đầu từ tháng mấy và mùa mưa bắt đầu từ tháng mấy, các bạn cũng đang vất vả đấy. Đúng không? Các bạn sẽ vất vả, nhưng các bạn chỉ cần có 2 phút các bạn sẽ mời bác sĩ Google. Em thì như vậy ta sẽ trả lời ngay được các bạn. Đây, anh chàng này nó di chuyển cho trong cái môi của cô này nha, anh chàng nhà nó tôi quay xin cái môi lên di chuyển dưới da, tạo ra cái đường mặt hàng dưới da, ăn trong họng đi ra dưới da qua di chuyển rồi sao tới sau nha. Rồi ngang cái hai hông bụng, ăn trong họng rồi đi ra ngoài bụng nha. Rồi. Và một cái điều mà chúng ta nhớ, cái con này nó hơi khác với mấy cái con mà vui hưởng dành học và di chuyển. Con vui lương cũng di chuyển, con bắp sokara cũng di chuyển ha. Anh chàng này cũng di chuyển, dài bữa nó học chu móc chó cũng di chuyển. Bây giờ cái sự di chuyển thì cái anh chàng này thứ nhất cái nước lớn, cái thứ hai là nó có cơ cấu của cơ thể của nó đặc biệt. Nhớ hồi nãy gai không? Cái gai nó xuôi từ cái đầu đi ra, cái gai nó xuôi xuống như thế này nè. Cho nên anh chàng này á, ảnh đụng trong vô, đập đi tới rất khó mặc lùi. Cứ trời tới không. Hiểu không? Cái gai nó kẹ ra vậy, tao mọi người như cái bóc câu á. Nó đi tới không à. Cho nên cái anh chàng này nó di chuyển rất là nhanh. Ngày hôm nay bệnh nhân đang nằm ở chợ rẫy đẹp lên má. Qua ngày mai bệnh đá mặc lùi bên phải liền. Nó di chuyển rất là nhanh. Và đặc trưng của cái bệnh này ở miền Nam gọi là chỉ là bệnh ban trường, nằm trên da nó trường rất là nhanh, không giống như kia trường chậm chậm. Một ngày giỏi lắm từ 1 cm tới 2 m, còn có này 3 cm đến 4 cm, di chuyển rất là nhanh và đặc trưng người ta gọi là bệnh ban trường. Nhưng mà cái câu này thì có lưu hộ chị Vân ra ngoài Hà Nội, chị Vân cũng hơi bị bức xúc. Ở đây thì từ này rất phổ biến, ban trường nó trường đi, nhưng mà ngoài nó chỉ có cái từ này. Ừ, chỉ một trận quá là chỉ về những bước xúc, chỉ nói nhưng mà thôi, mình học ở đây, mình theo đây, được không? Được không? Mình chưa biết. Cái bè của anh, mình cũng biết thì theo cái sơn là cái tên của nó. Tên thế nào? Trường. Rồi, đọc từ phải đọc được nha. 1 cm/giờ. Nhưng mà nhớ nha, cái anh chàng này cái di chuyển không phải, dù là nó có gai nhưng mà nó không thể nào nó di chuyển theo cái đường thẳng được. Hiểu không? Nãy mình thấy cái đường đó lúc nào là sẽ thành ốm trùng, di chuyển nó sẽ hoàn hoàng. Mà cái chữ ngoằn ngoèo đó không là chữ cũng nhức đầu luôn, trong đề tài dung lương tôi gọi bị mấy thầy bắt luôn. Nói chung là năm con bác mình hơi bị khác biệt gì từ ngữ một chút. Nhưng mà cái gì là mình sử dụng đúng cái từ trong sách giáo khoa mà nó đỏ hoặc nhau. Để chi phải không? Để nó làm thiên chữ nha. Rồi, đây trên mạng. Tôi thì hiện tại, ở trường chúng ta, người ta gửi cái tiền trong mắt này qua. Mổ mắt bệnh nhân ra, lấy con này ra đem qua phòng bộ môn chúng tôi định danh, nhưng chúng tôi chỉ thấy được cái con chuông, chứ chúng tôi không có được cái hình ảnh này. Vậy thì chúng ta lại làm sao để hướng dẫn? Đấy, phải lên mạng đấy.
nhưng mà cái trường học từ trong nhẫn mạc mà lấy nguyên ra thì ở cái bộ môn tôi được nhiều con mà. Tức là bên lát của bên mình mắt không có nhẫn lát mình có chương trình họ gửi của chúng tôi cho bệnh nhân và chúng tôi rất cảm ơn năm rồi là mới có con nữa vô nghe nói chung là đi hết là não được không đó. Dùng trường như vậy đó chắc là chỉ sống được không? Thấy không? Thấy cái này nghe được chọn không? Đó. Thể bệnh nội tạng nó đi đâu? Con trả lời tôi không có biết. Nó thích đi đâu nó đi nha. Nhưng mà có lưu ý như nè, thường đi là thường là lấy mấy cái đợt đi, mấy vui mà lấy mấy cái bé mà thấy là nó đi ra đấy, định ra đấy được. Tức là lúc đó nó thành con vui non rồi, nó có ngay sinh được nha. Mấy trường hợp mà bắt bắt không biết là sao. Nhớ nha, con này nó đặc biệt là nó đường nó di chuyển rất là nhanh. Và cái lâm sàng của nó không giống ai hết á. Rồi, vậy trong khi mà chẩn đoán lâm sàng, chẩn đoán bệnh nghĩ đến nó, thì chúng ta nếu trường hợp mà người ta bệnh khai mình lưu ý cái bệnh, bệnh cảnh mà sao nó có cái sự di chuyển bệnh rất là nhanh. Nó gọi là cái tính chất di chuyển, thì đó là yếu tố. Yếu tố lợi ý cho chúng ta. Thì do cái yếu tố dịch tễ thì mình hỏi cái hành vi nguy cơ, nhưng mà đừng có hỏi kiểu thầy vô nãy dịch tễ, dịch tễ đúng không? Nha, rồi. À, công thức máu thì dựa vào cái bạch cầu ái quan của tay ở quát và khi mà các em học sinh lý và sau này đến ra lâm sàng luôn mà các em phải nhớ cái công thức máu bình thường á nó cực kỳ quan trọng, nó phản ánh rất là nhiều thứ. Nhiều trường hợp tuy là nói rằng là nó không có đặc thù, nó có tay nhưng đến lúc em tìm ra cái bệnh em mới đọc lại sách thấy nó có tay nhiều vậy đó, thì nó là cái bệnh thực tế thấy nó rất phù hợp và chúng ta hãy bỏ qua. Tại vì coi có thiếu máu hay không, có nhiễm trùng hay không, tiêm cầu không, mình coi nó thường xuyên hồi hợp thì như vậy ta sẽ không có bệnh tốt luôn. Rồi à, xét nghiệm dịch não tủy hay dịch sinh học khác có những trường hợp vô mà não như mà não nhiễm quá mình sẽ xét nghiệm dịch mà não ha. Rồi và như vậy tuy nhiên những cái xét nghiệm này nó mang tính chất định hướng chứ chưa có giải thích được và chúng ta sẽ chẩn đoán xác định. Cái trường hợp chẩn đoán xác định tốt nhất đó là gì? Là khi người ta lấy được cái con ống ruột này ra. Và cái cơ sở để lấy được con ống ruột này ra hoàn toàn dễ. Vì sao? Cái con này nó tầm là ở khoảng là nếu mà đã là con dung non nó tầm 8mm và cho đến dài khoảng 1 mấy cm rồi. Con ở mắt là bắt ra là 1.2cm rồi. Và như vậy thì mình sẽ về cái phổ tích là bắt được là ok. Mà khi bắt được rồi đưa đến chúng ta mà chúng ta chẩn đoán không ra được ký sinh dịch con dung mà không biết nữa thì cái đó là lỗi hoàn toàn của ta. Được không ạ? Đó là rất dễ dàng rồi ha. Còn bắt được con ống trùng thì mình phải định vậy. Nhưng mà những cái trường hợp bắt đó nó hiếm thôi. Nó nằm ở gan thôi, trong não tại sao sao bắt não đâu phải cũng khổ cười bơi như vậy nha. Thì như vậy chúng ta phải chẩn đoán qua cái vấn đề này gián tiếp đó là biến thành dịch sinh học. Được không? Và con này sẽ được cái đáp ứng biến thành dịch sinh học. Cái người đầu tiên mà làm biến thành dịch sinh học này ở Việt Nam và ứng dụng luôn tới giờ luôn đó là cô giáo sư Lê Thị Xuân cũng là. Ở trên đường xương là cũng không có được làm điều của chúng mình. Chị ta làm nhiều thứ lắm, chứ không có đâu ha. Họ làm xong thì ứng dụng, rồi sao những người khác làm theo. Và đến thời điểm bây giờ là trên quốc tế không có bộ test kit để chẩn đoán cái con này mà phải thông qua những thầy cô đó. Và có nhiều người hỏi cô có làm được không, cô không chỉ xin dự đạo làm được gì, đã gặp cái học tập làm được gì không. Thì câu trả lời tôi làm được nhiều nghiên cứu rồi, tôi nghĩ rằng là chắc cũng có thể. Sao à? Nói gì thôi đừng nghe, nói gì đừng hiểu rồi nghe. Rồi à, cái tiếp PCR thì quá dễ bắt con một PCR thì dễ rồi. Nhưng mà cái câu chuyện là từ cái mẫu bệnh phẩm con chung nó nằm ở trên não chẳng hạn đi, bây giờ không lấy được mình lấy cái máu vậy PCR sẽ bắt cái gì, nó tìm cái gì. Đây là một câu chuyện mà cái đề tài tôi mở và người đi khu vực Đông Nam Á đã nghiên cứu rất nhiều. Đông Nam Á và Nam Mỹ, nhưng cái chủng của Nam Mỹ thì không phải là Spiny mà chúng ta nghĩ là Hibidum. Đó, rồi. Đó, thì đó là, và cái bước tới là giải trình tự. Thì thực ra những cái việc này là chúng tôi đã làm rồi, mua rồi. Còn nếu có gì thay đổi thì trong tuần này có một bài báo về cái sao sinh của trường mình. Nhưng mà làm gửi cũng gửi trường gửi đó thì bộ công nghệ. Nói chung là làm dữ lắm, không có điều mà có tiền. Mà làm luôn đi. Các điều trị và trong cái đề tài hiện giờ cái phác đồ chưa thực sự ổn định, người ta đang test cái phác đồ
tôi xin nói thẳng luôn là đáy mắt đồ như thế nào bây giờ ứng dụng những thuốc run để điều trị. Và đang có hai đề tài, thứ nhất là cái đề tài của chị Bạch Vân vừa mới nói là đang nghiên cứu tổng thể và chỉ ra sử dụng cái đề chỉ là bác tên đánh giá trong đề tài nó có đánh giá luôn, đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là giám đốc sở y tế tỉnh Con Tum không phải tạo các ca học chung của tôi cũng làm đề tài lớp tiến sĩ về cái con genoma về những cái khía cạnh lâm sàng của thuốc điều trị tại miền Trung Nguyên Nhân, miền Trung Tây Nguyên và các tỉnh sát biên tỉnh Tây miền Trung, okay. Thì cũng biết luôn. Và bộ y tế cơ sở nào bệnh mà bệnh quốc tế có để chẩn đoán được chúng ta phải có thông số, và như vậy thì bộ cũng sẽ dựa vào những cái đề tài của các anh chị nghiên cứu, và nghiên cứu sau thì bộ sẽ tốt để thành một cái pháp luật chuẩn dùng được mà. Chứ không phải chúng ta cứ muốn nói là uống gì uống không có được, con người bị người nhiệt cao đó. Hồi xưa như vậy học người ta muốn chết, chúng ta quay hẹn cáo đâu. Rồi giờ câu chuyện này là khác nha. Nó hồi xưa là hồi trước cổ điển nha, chứ không phải trong lớp thời khoa học của mình nha. Rồi, để nghe. Đó. Rồi, dự phòng rất đơn giản, bị nhiễm bằng lớn là do ăn những cái bữa trung gian ngay. Chúng ta cố gắng rồi ngay xong đó. Nếu ăn làm chín quá thì dai ăn thì thấy không ngon không được ăn nữa. Uống nước chín nha, hay thanh trùng nha, kiểm soát chặt chẽ thực phẩm. Rồi, ví dụ đó, đây là một cái khổ mở rộng thì chúng ta sẽ có và một cái tác giả. Rồi tôi tiếp là trong cái đợt này cho anh cũng có về giải cái gì như con là xe là anh Hồ Đồng Quang. Rồi anh ra đó. Đó. Nha. Rồi. Nhiều lắm. Số 21. Nhưng mà cái con này ở đây mình thấy có Việt Nam không? Tưởng không? Con này có ăn người. Chúng ta chưa lên nha. Vâng. Thú. Rồi. Có một bài. Hôm nay mình đọc hai cái bài nguy hiểm nha. Bệnh chết người nha. Số lần không làm. Bài số kế tiếp. Con gì? Con sóc. Bữa nay học con chuột đi, rồi buổi tối mình học con mèo. Con sóc lắc này. Mèo, từ con mèo dữ, con mèo. Có bài này không? Có nè. Có không? Sao không có được bài này của bác sĩ Thu mà. Bác sĩ Thu đi làm cái đề tài thạc sĩ về cái mặt bệnh này nguy hiểm lắm. Mà cho ăn vô sông nước ca tô xếp có mà. Đó, cái mấy em? 180. Rồi. Đây. Con này vui lắm nè. Nên cẩn thận dùm cho một cái nha ông. Đây. Không ạ. Con này thì bị lâu lắm rồi, mà hồi xưa không có thuốc nữa cho nên người ta nói để nó 70% tự hết, sau này đâu ai chẳng có gì đó nữa. Nếu mà thay đổi sự dài là tôi làm gặp cái trường hợp này, giống như hồi đi học, còn thầy thì cũng mình đi xưa ở bên. Anh Minh hồi đó là ổng là gì đi ngay á, thì diễn á, sáng chim đồ đạc luôn. Rồi sau này thì làm anh mới, khổ nhiều rồi, chắc lâu hết rồi. Cái con này phải nói trước tên Việt Nam nó là gì, tên Việt Nam của nó rồi ở phía đất ta gọi là dương mạch là dương trong mạch máu á, còn ở các anh lâm sàng á thì ảnh gọi là gì, thì ảnh gọi là con đun phổi chuột. Run phổi chuột nha, tiếng Anh là rét lâm thường, tức là run phổi chuột. Nhưng mà không phải là con run trong phổi, con mẹ nó không ở trong phổi mà nó ở trong cái động mạch phổi chuột. Cho nên từ phía bắc gọi là run mạch. Ở phía nam, một số trang mạng tôi góp ý nhưng mà không chịu thay đổi, tôi gửi email mà tôi gọi mở cửa tôi coi. Người ta hỏi con này
sơ quyên cái gì nhung lương bữa trước mới học đây. Đúng sai, tự nhiên là sai, nhưng mà tại sao người ta sai, cơ sở nào người ta sai? Phải là mày qua đó tôi không có ý, tao không tập viên tôi không biết làm gì. Các bạn nói là thầy ta sai thì ta không phải nha. Thực ra những cái người nào nghiên cứu sâu mới biết cô Du Lương là gì, ta học là gì, strong e loại thì đẹp anh chàng này có kiểu gì. Trong khi đó thực ra cái họ này hai Du Lương và con này cái họ gần giống nhau đó. Nó tập hợp cái họ gọi là Anglo-Saxon-Loyd-D gần nhau nên là cái anh nó nhầm lẫn đó. Mình biết chứ không biết, người ta sai không có nghĩa là mình thở lên và thấy tại sai là không phải. Tại sao người ta sai không biết tiền không gì mình học. Có nhiều người nó sai ở tại sao sai biết sai chỗ nào biết, hiểu không? Nhớ nghe, sai người ta mình cũng học được, đúng người ta mình cũng học được. Rồi ở Việt Nam nó gây bệnh gì? Nó gây bệnh là BMN, viêm màng não. Viêm màng não tăng và cầu hải quan, mà được báo cáo từ ở Đài Loan ha, cũng như Đông Nam Á thì nhiều. Bệnh này phân bố chủ yếu ở Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương. Rồi nói chung đi, đã mà nói tiếp tả cái này cũng có nên tả cho quý vị chỉ đọc chơi mình biết chơi cái xíu đi. Có màu sáng có màu tối. Rồi vô này nó ốm dài nó cũng phải mảnh mai. Cho tôi hỏi nè, thấy gì đâu trên cái hình này, thấy gì? Thấy hàng chữ đúng không? Ba môi không phân biệt được, không son miệng chụp ngang về sao thấy cái môi nó phải ngửa lên vô cái môi mình mới thấy. Thì chụp dọc qua coi sao thấy được ba cái môi đúng không? Có thấy miệng mở thẳng qua thực quản thả chơi cho biết cái đồ có hình xoắn giống như cái cục đèn bên nước ăn thả chim chiếc đầu. Điều quan trọng là để cái gì? Ca bệnh này là bắt ra được từ cái mắt của người bệnh, con mắt của người bệnh từ bên mắt gửi qua, sau đó chỉ tiền rới. Thấy cái năm không? 27 Thành có đi theo luôn. Thành đi ở đâu chọc? Ủa mốt đó, mấy con chọc. Bệnh nó tới nha, đó, rồi. Vui nó bự nha, nó dài nha. Rồi con này nó không, cái trường hợp cái con đó là không phải ở trên não, con đó trong mắt. Còn cái con trong não là bởi các tay mẹ hay dưới này tới cái họ chẳng hạn, con gì khác. Rồi trong này, đi quay đúng con vua tức là truyền diễn này nó vừa đó. Và khi mà chụp ra cái họ của nó, cái đuôi nó xòe ra giống như là cái họ chim vua. Nhiều người đàn ông nhìn vô hai người chim nhện mà nhìn đây là con này là con đàn ông được khác không được khác nha. Đuôi xòe ra con được, cái đuôi nó xòe ra mà ai cho cái xòe đó là giống như tiếng cáo, cái tiếng giáp bắt vô con cá cho như vậy nó sẽ cút cái gai dục dài ra. Nè, con mắt nha. Rồi chụp hình xong thảo luận với người tới luôn luôn đó. Khâu bảo quản 2018 bệnh nhi trường hợp này bỏ tối đó là bị đang trực chụp cái nhỏ như phần não nắm dịch đó bị chéo tự nhiên tàu cái kim dính con coi bị quấy ra con này. Hồi trước đây thì năm 2000 mấy á, là ở vị trí đồng một cũng có ca thầy Dũng Tuấn của mình á, chứ thầy Dũng Tuấn không chứ là Dũng Tuấn còn bên đó đó với anh Thanh á, cũng có ca được 3 ngày tới ngày thứ ba cầm nó nghĩ lại có con vua nó phồi ra, vua nó phồi ra ngày quá ca đó là có chiếc báo tôi quân đội nghĩa đi báo cáo mà nghỉ với anh Dũng Tuấn thì sao cái chuyện chết queo gì nó chết queo nghĩ sao nó vô não nó quậy sao sáu trời chúng ta còn thằng này nó tiền mặt thôi là sao nó được mặt bụng ca là sao hồi xưa thì chết bây giờ thì giết cắt rồi tiền thuốc thì nó bị bệnh ca là sao nha bệnh gì đi. Tôi viết tên luôn, hay có lấy máu luôn nha. Rồi xong là tôi ở bên đó thì không có test huyết thanh của con này phải gửi đi. Nó coi là tôi làm luôn, làm miễn phí cho nó luôn nha. Tôi chỉ che cái gì tôi gửi luôn. Và tôi có một cái công nghệ hội chẩn là hội chẩn qua Zalo. Cái câu đầu tiên mà tôi lựa luôn, tôi gọi về lát tôi liền đó. Mày chụp cái quái gì mà nó có mùi sao tao thấy. Nó chụp lấy cái thằng ấy, chụp lát trên cái này, chụp tới mùi. Đó, hoặc là bữa sau đó
năm tân năm thực hành từ góc độ ra đó thực tế đây. Cái con này con ngày xưa nha, cái tiếng vi sao nổi nè, cái ca cho đồng một cô nói nè nhóc chết quay rồi. Năm đó tôi gửi đứa con cho sếp là sếp làm tiên. Có con này đặc biệt nha, là cái ruột nó xoắn, nó giống như cái đèn bên chị nhà động trên mạng á, nó giống như cái đèn các cô của bên cái cột mà bên bên anh á, cái đèn quá thì sao cái đèn của đèn đường á, đèn đường mà cái đèn đường cái chị bánh á, nó cô cũng vậy, nó có cái ruột xoắn cãi nó đây anh Hải. Mình nhìn là phần lớn mình tiền được bệnh là gia đoạn cái là ấu trùng nha, ấu trùng nó dễ chứ mình phải nhớ. Mình ở đây nó là mà cũng xuống xuống. Đó. Cái thứ tạm là đương nhiên em thấy là cái thứ gì dần lớn lên đúng không? Cái này là một lồng sắt lớn lớn dần lên đúng không? Nha. Đó. Này ở trong chỗ của bác sĩ Thu. Bác sĩ Thu chiếu hình cái hình này nè. Đó, anh cô lấy mạng cái sách này. Nhưng mà tôi biết luôn. Cái người mà được tuyên truyền để xử lý cái hồ bây giờ muốn xét nghiệm nó là cái nguồn gốc. Giờ là tôi không nói nữa, nhưng không nói chuyện luôn, nói chuyện đây nguồn gốc thì cũng là cô Lê Thị Xuân liên kết với Thái Lan, mà cô Thị Xuân qua Thái Lan, cô giáo sư Lê Xuân qua Thái Lan là cổ giảng lên Thái Lan luôn và liên kết với Thái Lan, họ tôi cũng cho cái nguồn từ một mình trường gốc mà cổ làm cái đề tài cấp thành phố cách đây mười mấy năm mà đề tài 300 triệu, mười mấy năm trước lớn đó nha, là toàn diện từ ốc lấy ra rồi từ cái người rồi quyết thanh thì họ sao rồi cũng nuôi đi cũng chuột cóc vista rồi cũng nuôi cái này cũng cho nó ăn đi những thực nghiệm điều đó điều không có ước trong các trường mình chưa làm được qua ba đó không nói rồi mẹ tôi cái con đó là mình cho nó ăn vô một cái thực nghiệm nó ra rồi mình lấy cơ sở mình nó đi tìm cái cứu tiếp đúng không, mà thầy hướng dẫn với các thầy trong trường đó là em cố gắng đi thanh tân kiên sắp phải tông rồi 2.300 tỷ khi nó xây xong em mặc sức nghiên cứu. Ok, cảm ơn thầy, nhớ lúc đó chắc em cũng sẽ nghỉ hồn. Cái khu chuẩn bị mở ở Bình Thạnh. Dạ. Cái này thì dễ thôi. Con chuột, cậu. Nó bị con chuột trưởng thành. Con chuột trưởng thành thì ở trong cái đầu mạch phổi. Chỉ con chuột trưởng thành trong đầu mạch phổi nó đẻ chứ đẻ đâu. Đường là sao ra ngoài khỏi nó ra ngoài hay không, nó mở nó hồn hồn một ra qua là rút chuột xuống hải ống dụng như đồng bột ra ra ngoài môi trường ốc của cái đồng bột đi tìm cái gì, nó tìm cái con ốc, cái anh chàng này là nó thích con ốc nha, nó thích con ốc nhà cái đó có thể con ốc hay không đó, ốc dây ăn cách gì nè. Sau này con villa con chung con này nói lát nói tiếp, lúc đầu là chỉ có con ốc ma thôi, chỉ có ốc sa đâu có ma không, và trong các nghiên cứu thấy rằng là bệnh gia tăng vào mùa ở đây nhiệt đới là ở người lớn ở chỗ sẽ thu là chỗ con đất nó bị nhiễm là sao, từ con ốc cái nào nó chơi ốc nó làm con ốc, cái con trong cái thằng ốc á con cháu dùng độ hai qua đi là ba luôn, nó ra cái chuyện giờ chúng ta còn có người lớn thì đâu có chơi không gì ốc làm gì sơ tái nó luôn. Có ai ăn ốc ma không, rất ngon nha, mấy ổng nó ngon lắm, mấy ông đi mặc áo nặng ra ngoài điện tôi á ngon lắm, mùa mưa cắm chôn ngồi nhậu ốc nó lên nhiều trời mưa đi kiếm mồi có lôi nó vô lôi nó nặng chanh tới luôn xong công việc tới nằm liệt. Hình như vậy đúng không? Nè sao? Rồi bây giờ người nuốt vô thì sao? Người ăn vô, con trong người có hấu trùng nó di chuyển trong cơ thể, và cái đặc biệt cái anh chàng ăn vô trong cái lúa cantonensis này nó có một cái gần như là tuyệt đối là nó đi vô hệ thần kinh trung ương, không biết đời nó làm sao cơ quan thì nó chung chung ngay cái mà men đi cũng vô thì nó mỹ là phải đi qua cái đá rối mặt mặt những cái sinh lý học thì nó mỹ hết đâu, đâu có đơn giản đâu mà nó chung vô cái trong cái mặt não cái gì mặt
từ cái não thất khoa, cái gì não từ cái não thất khoa nằm đó, nó bên là thất khoa là nó cố đi xuống, theo ống sáu đi xuống, gặp quanh thì sau học lắm mà đúng không? Hồi xưa tôi học là dạy hôm qua, bây giờ biết máy biết, nhà tôi nay cả rồi các bạn công việc khác. Đó là vậy. Còn cái anh chàng ở mắt đó là đi lên trên hệ thống thần đó, chui ngược từ trong mũi mặt chui ngược ra, chúng ta chui ngược từ mặt vô, hiểu không? Di chuyển trong cái mặt này, ở trong cái mặt trên trong mắt đi ra, chui ra ngoài mắt. Đó, nó vậy á, nha. Rồi. Mà bệnh đặc tính bao giờ vậy? Đó là viêm mạng não. Rồi. Ở đây, bên cạnh đây có những cái ví dụ tình cờ. Có thể cái dịch rằng là tình cờ xuất hiện được, hoặc là trong sách có một số trường hợp gọi là dịch là ví dụ chờ thời. Đây là cái này. Mình nói luôn nha, cái này là về lý luận là phải dài cho tới luôn nha. Sao rồi? Của mọi người, anh chàng. Đây. Đó. Cái chữ này khó, dân gọi là dân chuyên ngành thí sinh người ta mới để ý nhiều thôi. Có những cái con ký chủ, nó có tên đặc biệt nó gọi là Panathetic Hot ký chủ, nghĩa là cái ký chủ chờ thời. Đó là sao? Nó không phải là cái kẻ mà nằm ngay trên gian hai, mà không phải là cái anh chàng trưởng thành, nó là cái một cái lứa nằm ở khoảng giữa, nó sẽ sơi tái với cái con dân hai á, ăn đó nhưng mà vô trong người đó nó chỉ dừng lại chỗ đó thôi. Rồi mai mốt cái anh chàng này nè, anh chàng này nè mà có lỡ sơi cái này nè, hoặc là cái anh chàng ví dụ bệnh viện có lỡ sơi cái anh này nè, thì vô trong cơ thể của cái dương tiện nó sẽ có điểm tiếp. Vì sao? Vì cái thảm, cái gọi là cái sinh thái, cái gọi là cái vòng, cái hệ sinh thái đó, giữa cái con mẹ này nó có những cái sự tương tác, và như vậy có những cái con thú mình không biết đó, nó ăn nghe gặp những trường hợp nghe như vậy đó, thì nó theo cái chỗ này ký chủ chờ thời. Thì cái trường hợp hồi nãy cũng thấy cái ví dụ tình cờ phía trên đúng không, là tình cờ ăn phải hôn một ký chủ chờ thời vậy, nó ăn là do sinh thái nó ăn, chứ không phải tình cờ, nó phải ăn để nó sống, nhưng con mình để nó sống, nhưng vô trong đó nó dừng lại để nó chuẩn bị phát triển tiếp. Đấy, nên không giai đoạn được. Thì cái chuyện ví dụ đó là cái chuyện chờ đợi. Còn cái câu mà người bị nhiễm, người bị nhiễm là tình cờ người ta ăn. Nha. À, nhưng mà nhiều khi người cũng chúng ta ăn hết. Rồi. Để lát hồi nhiều cái gì nhà học xong không biết ngày mai cái là gửi email hỏi tôi nhé. Mà tôi chắc chắn là có người hỏi nè. Hôm qua chị có bạn hỏi rồi. Rồi, thấy đâu rồi? Này về đọc chữ là từ từ thôi nha, về nhà đọc nha, bảo mà khỏi di chuyển nè, từ từ đi ra ruột lên não 2-3 ngày có hết, người ta thống kê cái đoạn di chuyển của con này bao nhiêu hết á, ấu trùng 3 lượng 2 sát thành ấu trùng 5 để trong màng não nha, rồi di chuyển là khỏi phát triển thành dung trưởng thành, có nghĩa là ở trong con chuột là nó có đi qua phổi qua não luôn, nó chỉ phổi, còn ở trong người nó chỉ đi lên não mà nó có gì phổi nha. Rồi xong, mà lúc đó người ta chết đâu. Nhớ nha, và khi ở trong cơ thể người bị nhiễm là nốt cái ống trùng giai đoạn 3 rồi, vô trong theo dòng máu lên hệ thống trung ương, và nó lên tới hệ thống trung ương nó phát triển ống trùng giai đoạn 5 hay còn gọi con dung non, và trước khi con đó nó gây ảnh viêm ở mặt não của người ta đúng không, có thể là có thêm những cái phù là rồi phản ứng sợi quá vô phù cái vùng chết v v, mình nhận đọc thêm còn mình khóa học với vấn đề đường hô hấp mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. À, đối với quý vị dừng lại tôi hỏi đó là nó ở gây bệnh có thể gây ung thư hay không, viêm não hay gì khác, thì khi hỏi câu đơn giản đó là viêm xong nước canh nên xích gây bệnh gì ở người, một viêm màng não, hai viêm cơ tim, ba viêm phân vân uống gì đó bị tiêm nhẹ kéo dài, thì hỏi những cái câu điều kiện đơn giản. Hồi xưa là hay là những cái bệnh lý bên đây đóng chui bên đây cho cái bị ghép cặp, giờ thì không thi cái đó nha. Rồi hiện tại về từ từ xem tiếp nha, có các vùng được chia ra đọc cho biết. Đó. Ở con này tên gì, con vui này tên gì, đọc lại coi đó coi. Androsomiris cantonensis rồi nha, rồi ở Việt Nam là con có, còn ở Nam Mỹ là một cái con
liên quan đến quốc gia Costa Rica. Rồi lát có gì nói tiếp. Rồi phát hiện nhiều trường hợp nhiễm ở nơi du lịch. Ở mình thì nhiều khi không có du lịch là bị đầu người ta đây bị những cái dịch tễ, nhưng có những người người ta du lịch tới, và một trong những cái vấn đề khi đi du lịch, một trong những mục tiêu lớn nhất khi đi du lịch là để gì? Cảnh để biết, và mỗi chuyện làm phát cảnh xong thì còn chuyện cuối cùng nữa ẩm thực, mà ẩm thực Việt Nam là số 1 good ăn đi được không? Ẩm thực Việt Nam đặc biệt là rất tươi mà rẻ, tươi mà rẻ, đặc thù, quan trọng chế biến hay không thôi. Rồi ăn nha, cho nên là bị nhiễm cho nên du lịch. Còn những năm đi 70-80, bệnh này chủ yếu gặp ở trẻ em. Không biết là lúc đó cái này người ta ghi nhận từ năm 70-80 giờ là phải học tháng mấy á. Thì như vậy là phải thứ mấy, phải thứ mấy. Đó là gặp ở trẻ em, người lớn cũng có, nhưng mà còn lớn là trẻ em ngày xưa. Và trẻ em thì cũng có những trường hợp bệnh nó tự khỏi, không có thuốc. Nhưng mà não, như mà mèo có thuốc, ở đâu tìm cái chồng gì đâu cũng có thuốc nữa hết. Sau này không biết là con vua nó thích nghi đến người lớn hay là bởi vì người lớn bây giờ phát triển ẩm thực ăn nhiều nước quá, phải không, hay là cái hệ miễn dịch có vấn đề gì không biết, nhưng gần đây phải xác nhận lại là bệnh ở người lớn báo cáo nhiều hơn. Trước đề tài của bác sĩ Thu làm cái thạc sĩ về việc gọi là bệnh Angel sông lúa này ở khi thì trước đó là có bác sĩ nội trú ngoại bến ở đây mới hiện giờ đang là chủ khoa nhi, thì làm ở bệnh viện ở nhiệt đới làm cái gì lớn rồi và thấy rất là nhiều số lượng ca nghiên cứu của hải mến nhiều hơn so với nghiên cứu của bác sĩ Thu, nhưng mà cũng có điều kiện giống nhau mà bệnh nó gây ngộ độc nhiều hơn. Rồi nhớ nha, con này liên quan đến con một ốc và một con nữa con gì, con chuột, chính xác con chuột nha. Có những trường hợp báo cáo cái chuyện này mà tôi nghĩ là cũng có khả năng người ta tìm thấy ăn rau tươi bị nhiễm chất nhờ của ốc, con ốc sên đặc biệt đó là nó di chuyển lên thì bắt đầu con vua này nằm trong ốc sên, nó ra ngoài chất nhờ nó bám vào cái rau, mà đặc biệt cái rau á cái nhờ nó là dính rửa thì nó khó hơn, khi mà nhờ nó tạo ra cái độ dính cho nên là cái lá rau rửa khó hơn và có khả năng bị nhiễm. Đã ghi nhận cái chuyện này tại vì con nít thường rất là ốc sống lắm đúng không nha. Rồi ngoài ra người ta có thấy là có thể ít hơn thôi là do ăn phải những cái ký chủ ngẫu nhiên, con ốc thì bị con ví dụ như con ếch đúng không, con ếch nó lớn hơn nó ăn con ốc, con ốc chứ con ốc mà thích chết là nó ăn được, nó ăn xong như vậy rồi vô trong thịt con ếch nằm đó đuổi ăn con ếch cũng có khả năng đấy được không ạ. Trẻ em người ta nhìn thấy là hành vi nguy cơ là đưa thẳng cái mặt bệnh vô trong miệng con ốc nha. Đây con ốc này là tên là Acatina, vậy thì đọc trong sách Acatina là kinh điển ai cũng biết rồi, nó to bị. Sau này Thái Lan nghiên cứu cái con ốc nhỏ này cũng có, con ốc này nó nhỏ, con villa nó nhỏ, nó không lớn, ở đầu ở khoảng đầu ngón tay của mình không ăn được đâu thì cũng bị. Nhưng gần đây nghiên cứu gần đây thấy nó chặt rồi. Con ốc bu, con ốc bu bị, và nghiên cứu tại Việt Nam con này có phòng bệnh có bị. Việt Nam có con này không? Trong ba con thì đang con nào nhiều nhất? Ồ, vậy còn bệnh nó lên là phải đúng không? Đúng. Rồi dành nha, từ cái khoảng đoạn đầu vô trong họng, vô trong họng miệng di chuyển đến cái màng não, có trường hợp nhanh là 2 ngày còn tới rồi, một ngày chắc nó có định hướng rồi, có camera định vị sao nó di chuyển nó hào cái màng não, có trường hợp nó đi lăn quăng tới 35 ngày sau nó mắc bệnh, tại vì nó đâu có phải giống như con
sinh ra tới tuần này di chuyển nhanh được, con này nó di chuyển theo động mạch nó mà không biết được nha, nó chạy ngoan 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 35 ngày sau đó, và tính luôn thời gian trung bình kể từ khi ăn ốc đến ngày vô bệnh viện nằm đó là 11 ngày nghiên cứu luôn, đó tính thời gian trung bình luôn. À, thì nghiên cứu mà những cái nghiên cứu thì người ta phải thông báo thực ra cái giá trị để cho mình tham khảo, cho nên là nhiều khi mình mới ăn ốc và khởi nghiệm mà ngày mai mình biết đầu thì coi chừng của đó là mình bị gì, mới ăn ốc bữa nay ngày mai thì biết đầu là coi chừng mình hỏi ra là chắc phải uống chục chai bia kèm theo. Ví dụ đúng không hai này đúng không, có thể đó. Rồi sốt nhẹ hay không ha, sốt nó sốt nhẹ thôi, nó không có bị sốt dữ dằn giống như là của bên vi trùng đó, dấu mặt não thì có vân và chú ý bệnh có thể tự hồi phục một vài tuần, giống như văn ngày xưa nói là để nó có thuốc chữa 30%, 70% có thể hết được, 30% cũng hết chết, mà ngày nay dù đã là một mảnh chết thôi mình cứ cho phép hơn không, đừng nói tới 30%, đúng không ạ? Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải sử dụng nhiều cái biện pháp điều trị chứ không thể nói là tự hồi phục được cho nó tự hồi phục phải vậy nha. Xét nghiệm chẩn đoán công thức máu bạch cầu ấy đoan tăng 15-65%, bạch cầu ấy đoan cho dịch não tủy rất tăng nha, và ấy đoan tăng rất cao cho dịch não tủy, dịch não tủy có thể mà đột ruột tim tăng nhẹ cho phản ứng viêm thôi, đường giảm nhẹ con này không ăn nhiều đường. À, hiếm khi phát hiện du non, hiếm và những tháng phát hiện được những cái hình người ta chụp rồi chẩn đoán hình ảnh vân vân thì hỗ trợ, và cái xét nghiệm nếu trường hợp viêm mạch não tăng bạch cầu ấy toan không tìm được con vuông, bắt cũng ra con vuông trong đó vậy mình còn mỗi ngày mình chậm mình chờ nó chạy ra hả hay sao, không có câu chuyện đó đúng không ạ? Chúng ta phải tìm cách tự chẩn đoán cho ra, thế là người ta sử dụng cái thành chẩn đoán. Và quý thanh chẩn đoán này có thể sử dụng ngay chính bệnh phẩm dịch não tủy hoặc là máu, nhưng theo các em dịch não tủy với máu cái nào phản ứng tốt hơn? Dịch não tủy là câu trả lời là máu. Trong dịch não tủy dễ gì có kháng thể, tránh xét nghiệm quý thanh đi tìm kháng thể mà nha, phần lớn giờ xét nghiệm kháng thể, còn quý thanh tìm kháng nguyên ở Việt Nam không có dòng phát triển dòng đó. Nhưng mà nếu PCR thì có thể sẽ bắt một cái gì đó con này, PCR thì chưa xử lý, chưa có tiền vì cái số lượng cao cũng không nhiều để làm PCR chúng ta thì khác, nhưng mà rồi sẽ phải làm với chiến lược công nghệ 4.0 PCR là một thiết yếu rồi. Nó là huyết, nó là huyết tương không có chất độc máu. Rồi điều trị, điều trị có nhiều cái nha, tập chơi thôi, điều trị triệu chứng rồi vân vân, thuốc diệt ký sinh trùng, câu chuyện thuốc diệt ký sinh trùng ở đây bắt đầu quốc tế không có bắt đầu, quốc tế chỉ có một cái hướng dẫn dựa trên lý luận, còn số ca bệnh họ không nhiều hỗ trợ tới đây, thì bây giờ có kết luận và bắt đầu gì rõ ràng hay chưa thì vẫn chưa có bắt đầu rõ ràng, nhưng người ta trong cái khó ta lo cái khôn. Nếu trường hợp bây giờ cho thuốc, không cho thuốc, mãi nó cũng mất, cho thuốc, biết đâu còn sống, thì cho không. Rồi, Việt Nam có hai việc đó. Thế giới, thì hai trường phái, một trường phái có bằng chứng có xử lý, không có bằng chứng không xử lý. Một cái trường phái là xử lý nhẹ nhàng, mềm dẻo hơn, nói chung đó là trường phái điều trị. Vậy, công việc ở đây, chúng ta làm gì? Người ta ở đây vẫn điều trị. Sử dụng phát đồ thuốc dài ngày, cho nên là do người ta sử dụng rất là dài. Bây giờ, nhà sau này sống nhiều hơn chứ rất là chưa rõ ràng. Này, bây giờ chẳng đang cứu tiếp một cái bác sĩ nội trú đang cứu cứu này. Cứu được mình ra học nội trú anh bên nhị mắt đang cứu này. Thì người ta bây giờ có hai thứ, một phát đồ một đơn loại uống 20 mấy ngày, một phát đồ là uống 1 ngày 2 ngày thôi. Người ta tiêm uống 1-2 ngày thôi. Vậy chúng ta sử dụng phát đồ nào? Câu trả lời các anh ở đây sử dụng phát đồ 1 cộng 2 luôn. Nghĩa là sao? Chọn hết luôn luôn, lý do ai giao đơn giản thôi. Thì viêm màng não có thể đứng, mình ngồi ngó bệnh nhân đó, quay qua quay lại lát nữa, nó phải coi mình đi đâu, không có được cái lại. Không bao giờ kêu ra được. Thế thì người ta sử dụng, thấy không cỡ luôn.
nhưng thẻ có phát tồn theo quy định của bộ có đủ chưa, có cái thẻ là gì chưa, hiểu không? Vậy nha, nói chung là phải chờ là chi phú đủ thì mới ra được cái phát tồn. Không ngờ nhiễm cho ốc, dẹp con ốc đi. Con sơn, con sơn với con ốc có khác nhau không? Con sơn là nó lây được ở đâu? Thầy nói với em là em biết không, mình có một cái từ gọi là con ốc sơn. Bây giờ con ốc và có con sơn không? Về nghiên cứu tiếp nhau. Đó này là một. Rồi. Là một. À, rửa tay vân vân nha. Ai thì có thể nhiễm cho cái chất nhầy của nó. Rửa rau nữa. Rồi trẻ thì không cho chơi con ốc. Khuyến cáo người dân không ăn ốc sống hoặc nấu chưa chín. À. Khuyến cáo người dân thì được, nhưng mà khuyến cáo sinh viên đi qua mà không ăn ốc thì hơi khó nè. Nhiều bữa đã con lập nó thì dạy ra cái người nó còn ốc đã thi luôn. Khó không? Không bắt được biển luôn. Quá. Đẹp không? Không nói được. Rất đẹp.